Chị Linh ăn mì gói nha cả nhà. À, buổi sáng thì chị Long ăn mì gói nha cả nhà. Dạ, em chào cả nhà. Sáng nay thì hôm nay còn 2 tấn hoa lan nữa cả nhà. Cả nhà mình đã đến đây và giải cứu ngày hôm nay cho hết 2 tấn hoa lan nữa cả nhà ơi. Hôm qua chị Long có tâm sự là giải cứu hết 2 tấn hoa lan rồi, giải cứu thêm bé mớm nữa. Hôm nay mới uống cà phê xong giờ đói quá, ăn mì gói với mọi người. Rất là thương ha. Sáng nay thì chị Long không có đi làm cả nhà. Chưa gì ông có đi đâu nha. Hiện nay chúng ta đang quản lý hệ thống của chị. Tí nữa thì Hoa Lan sẽ đến cả nhà. Thì anh em trước mình sẽ cố gắng cập nhật thông tin mới nhất gửi đến cả nhà mình nhé. Hiện tại là chưa chưa là chị Lan sẽ đi diễn cùng với anh Lan Tý chị Bích Trâm ở sân khấu nha. Đó là hài kịch Tết nha cả nhà, hài Tết. Rất là đẹp luôn. Vừa ăn là vừa làm luôn cả nhà đó. Ăn có vài miếng là buông ra rồi tiếp tục là ngồi làm tiếp như cả nhà. Không có thời gian mà ăn luôn á. Chị Long ơi, khán giả nhắn tin hỏi em số điện thoại này gọi không được hả? Chạy máy á. Gọi được đúng không? Hỏi em quá trời luôn, hỏi sao gọi hoài không được. Dạ, nhắn tin thấy cô không trả lời luôn. Cô hỏi mua hoa lan quá trời luôn mà gọi không được. Hỏi mấy người trả lời lại cho cô á. Dạ. Chạy máy rồi chị ơi. Chạy máy rồi. Quá trời, mấy ngàn đơn hàng luôn mà có 3 người nghe máy không kịp luôn cả nhà. Đây cũng chia sẻ cả nhà nha. Thì đôi khi không một giờ một lúc đó thì nhiều người gọi đến quá thì không liên hệ được nha. Cả nhà hãy nhắn tin ở bên dưới. Chứ nữa thấy thì trong cái lúc mà kết gọi điện thoại xong rồi thì sẽ coi lại và trả lời và chủ động gọi lại cho cả nhà mình nha. Cô cũng đang có những đơn hàng đi đây cả nhà. Đó. Sáng sớm là rất bận rộn luôn. Khoai chưa chở tới thôi, nhưng mà lát nó khoai chở tới thì bắt đầu là vô bịch đóng gói là ship đi nha. Có một bé nhân viên rất là dễ thương ha. Vừa ăn mì gói vừa uống cà phê buổi sáng sớm. Chị Loan có vẻ rất là căng ha cả nhà. Hiện tại thì shop của chị Hồng Loan bán theo lạp xưởng này, tôm khô này, bánh tét này cả nhà. Để em báo giá cái bánh bánh tét lạp xưởng với tôm khô nha. Hiện tại thì chị Loan cũng bán hạt dưa với hạt bí nha cả nhà. Tí nữa chắc qua bên đối diện quán cà phê mua một ly mì ăn nữa.
Dạ cả nhà ơi, hạt tiêu, hạt tiêu thì là 130 ngàn nửa ký, 1 ký là 245 ngàn. Còn hạt hướng dương là 80 ngàn nửa ký, 150 ngàn một ký. Chị Loan mới bán thêm hai loại hạt này nha. Cả nhà mua để ăn trong dịp Tết nha cả nhà. Có để em coi cái giá. Lạp xưởng này cả nhà, lạp xưởng nửa ký thì là 185 ngàn. Còn lạp xưởng một ký thì 355 ngàn. Cái loại này là loại đặc biệt nha cả nhà. Đó, có đông trùng hạ thảo luôn nha. Đông trùng hạ thảo là 250 gram, 20 gram nha. Tôm khô là 525 ngàn nửa ký nha. Tôm khô rất là ngon luôn cả nhà. Tôm khô em nhắc lại là 525 ngàn nửa ký nha. Đó, đây là cái bảng giá đây cả nhà. Rồi còn cái này nữa này cả nhà ơi, bây giờ mình mua trên hóa đơn trên 500 ngàn sẽ được tặng một cái giỏ rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, còn dưới 500 ngàn thì mình sẽ được tặng bao lì xì nha. Đó là những khuyến mãi hiện tại bên shop của chị Hồng Loan nha cả nhà. Cả nhà nhanh tay để có thể là nhận những phần quà nha. Không biết là hiện tại bây giờ Yến còn khuyến mãi nữa không ha cả nhà. Để lát nữa chị Loan ăn xong em sẽ hỏi lại cái phần mà khuyến mãi về các sản phẩm Yến nha. Đó cả nhà, chị Loan ăn mì rất là ngon ha. Vừa ăn này, đó ăn mì. Vừa ăn là vừa nghe điện thoại, vừa chat đơn, làm một lúc ba công việc luôn. Thôi em kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chào tạm biệt cả nhà nha.